rượu chè không? Rượu chè không. Có cờ bạc không? Cờ bạc không. Có hút thuốc không? Lại không. Không có gì nữa. Không gái luôn. Không gái luôn. Không gái luôn hả? Dạ không. Ừ, không có gì chứ. Bên đang có gì em mày? Cờ bạc, rượu chè, trai gái luôn đó. Thì anh chỉ có 4 điều như thế này. 1, anh rất tin vào luật nhân quả. 2, anh rất tin vào luật pháp. 3, anh rất tin vào luật hấp dẫn. Và 4, cố gắng đừng làm sai. Nếu làm sai coi lại điều số 1. Bên kia tao không thích nói nhiều đó. Dạ. Mời em trai. Dạ. Dạ, em chào anh Linh dạ. Rồi. Dạ chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ chào tất cả các cô chú anh chị đang coi đài truyền hình ạ. Tên đầy đủ của em tên là Hứa Minh Long. Năm nay em 36 tuổi. Em đang làm kinh doanh mua bán nhỏ. Quê em đâu? Dạ em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em kinh doanh về gì Long? Dạ em bán mấy cái phụ tùng trong xe máy anh Linh. À phụ tùng xe máy đó hả? Dạ. Rồi, rồi mời nhà gái nào. Dạ con xin chào chú Quyền Linh ạ. Em chào rồi, chị Lan và chào toàn thể các quý vị khán giả ở đây và chào đàn trai bên kia ạ. Em tên là Ngô Hoàng Xuân Khánh, em sinh năm 95, hiện tại em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho một công ty thiên về luật ạ. Trời ơi. Công ty về luật hả? Dạ vâng, em cung cấp phần mềm tra cứu văn bản pháp luật ạ. À trời ơi, vậy là giỏi luật lắm nha. Giỏi luật hôn nhân gia đình không? À, dạ em thiên về bên chăm sóc khách hàng nhiều hơn là luật ạ. À chăm sóc khách hàng hả? Dạ. Bây giờ cho chị Lan hỏi nè là em sống ở đâu, làm việc ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang sống tại quận Bình Tân, em đang làm việc tại quận 3. À ở Bình Tân là em ở với ai? Dạ hiện tại thì em đang ở nhà trọ bên Bình Tân ạ, em ở một mình. Vậy hả? Dạ. Còn quê em ở đâu? Em ở Đồng Nai ạ. À rồi. Long cho bên nhà gái biết là điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em là có thể thả em bất cứ ở đâu, em bán hàng được. Bước chân ra thì em kính trên ngưỡng dưới. Dạ còn yếu điểm của em là những gì em học em sẽ chia sẻ lại, có lúc người ta không có muốn nghe nhưng em vẫn phải nói, tại vì em muốn nếu mình tốt em sẽ muốn những người cùng trang lứa với mình phải tốt và tốt hơn mình nữa để mình càng ngày càng phát triển. Hay quá. Dạ rồi còn điểm yếu. Dạ điểm yếu của em là thấy em vậy chứ em nhát gái lắm. Nhát gái hả? Dạ đúng rồi, thấy vậy chứ nhát lắm. Dạ nói chuyện bất cứ chiều gì mình để nó đục dạ, con gái được. Nhưng mà ví dụ như gặp con gái thì thấy vậy đó, chứ còn ví dụ như yêu đương là không có. Chưa yêu đương gì luôn? Có một mối tình thời đi học. À dạ rồi, rồi mời gái nha. Dạ cái ưu điểm của em là em khá là biết cư xử với mọi người, tại vì công việc của em chủ yếu là về khách hàng cho nên là gần như là em biết cư xử với người xung quanh. Em biết nghĩ cho người khác. Em có thể làm việc nhà, có thể nấu ăn. Điểm yếu của em là nhưng mà đôi khi em hơi im lặng trong một mối quan hệ, có nghĩa là khi vấn đề xảy ra thì em ít chia sẻ, cho nên nhiều lúc em đặt cái tôi của mình lên quá cao, cho nên đôi khi nó cũng mất đi một mối quan hệ nào đó mà mình cảm thấy là không đáng. Rồi bây giờ nói một chút xíu về tình trường của em đi, chứ chàng trai bên kia có một mối tình một từ hồi đi học. Mối tình thôi. Dạ thật ra thì em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả? Dạ vâng. Ôi ôi. Dạ nhưng mà trước đây thì em từng có đơn phương một người. Cà rốt. Dạ vâng, em có crush một người. Thật ra thì em gọi là có đánh tiếng, gọi là có bật đèn xanh ấy ạ. Tuy nhiên thì có vẻ như bạn ấy cũng hiểu và từ chối. À bạn ấy cũng ngầm từ chối hả? Dạ vâng. Bên kia yêu đơn phương. Dạ. Bên mình mối tình nữa, mình có tỏ tình không? Dạ có, dạo quen nhau 4 năm. 4 năm? Dạ. Sao chia tay? Dạ em ở Sài Gòn, bạn ấy ở quê. Sau khi học xong ra trường á, cô ấy về dưới quê làm việc. Nói chung là có chia tay trong vui vẻ. Chia tay mà trong vui vẻ luôn đó hả? Có nghĩa là với em làm mọi thứ phải vui vẻ. À bây giờ nhà gái nè, tiêu chí mẫu hình lý tưởng của người yêu mình như thế nào, diễn tả xem. Dạ con thì con thích một người đàn ông coi trọng giá trị của gia đình. Luôn nghĩ cho gia đình mình đầu tiên. Có chí tiến thủ. Đừng nói quá nhiều là được, anh nói cũng được, đừng nói quá nhiều. Không nói quá nhiều. Dạ, bên này ông nói cho người ta hiểu cho bằng được đó. Dạ vâng. Ông này nè. Dạ. Đừng rượu chè, đừng có những cái tệ nạn xã hội là được. Bên kia có gì không? Để tôi qua tôi hỏi cho. Sao? Dạ. Có rượu chè không? Rượu chè không. Có cờ bạc không? Cờ bạc không. Có hút thuốc không? Lại không. Không có gì nữa. Không gái luôn. Không gái luôn hả? Dạ đúng. Ừ, không có gì hết trơn á. Bên em có gì em ơi? Cờ bạc, rượu chè, trai gái luôn đó. Được không? Được ha. Dạ. Rồi có tiêu chí cao thấp lùng gì không? Dạ em nghĩ là cao tầm mét 7 của em là vừa. Vừa đúng không? Vừa cao nha. Hơn được không? Dạ càng tốt. Càng tốt. Có điều gì không thích ở đàn ông? Không thích thì em nghĩ là đầu tiên là anh ấy đừng nói quá nhiều là được. Cái thứ hai là em cũng hơi ngại những người hay áp đặt suy nghĩ lên mình đấy ạ. Tại vì đôi khi cái suy nghĩ của em cũng hơi khác, cái tôi của em đôi khi cũng hơi cao và em hơi coi như gia trưởng đó. Dạ, đúng dạ không? Vâng đúng rồi, em cũng hơi sợ vấn đề đó. Nhưng mà bên kia chắc không đến nói nhiều đâu, nói nhiều không em trai? Dạ bán hàng em nói nhiều lắm. Còn bình thường thì hai đứa cứ uống nước thì trò chuyện thôi.
đâu có gì đâu. Chỉ để bán hàng mới nói thôi đúng không? Bán hàng, thuyết phục khách và đàm phán thiệt. À rồi. Mỗi lần mà thuyết phục khách, đàm phán với khách là cũng từ tốn như vậy đó hả? Dạ, chị thấy rồi. Em nói chuyện rất từ tốn dạ, luôn. Đúng rồi. Em ăn chay, em tu tập là 5 ngày, 10 ngày, 15, sau đó 1 tháng, 2 tháng, dần 1 năm. Nhưng nếu bạn bè anh em mà có rủ đi nhậu hoặc là trong nhóm có cà phê cà pháo là có, là mình sẽ chích ra ngày hôm đó. Cứ ăn chay vui vẻ, mình đâu có nhất thiết là phải để mọi thứ nó bị trùng. Là sao chưa hiểu lắm? Đi ăn chay, à, chay mời bạn đi nhậu, rủ đi nhậu, vẫn đi nhậu. Vẫn cứ đi, vẫn cứ vui vẻ hòa đồng. Còn uống hay không là chuyện của mình, còn ăn hay không là chuyện của mình. Nhưng đừng có để cho giống như là mấy bạn buồn mình xa lắm mà. Mà đừng xa lắm mà. Dạ, xa giao. Ý là vậy đó. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, người yêu của em thì tu tập, coi Phật Phật tử thì người ta chưa tu rồi sao? Thì em sẽ hướng dẫn luôn. Dạ, mà em sẽ hướng dẫn từ từ. Quan trọng là mình phải sống tốt, từ cái tâm mình sống tốt. Rồi, vậy là không có ép ai hết. Dạ đúng rồi. Vậy là được. Cái gì đến tự nhiên thôi. Dạ đúng rồi. Ok. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn của em. À bạn hả? Rồi, mời bạn có ý kiến nào. Lời nói đầu tiên thì em xin phép chào các anh chị có mặt tại trường quay cùng với khán giả đang xem chương trình. Em là Quyên, là đồng nghiệp của chị Xuân Khánh. Em thấy bề ngoài anh á thì cũng khá là hợp với chị của em. Còn về tính tình sau này á thì mình có thể trao đổi nhiều hơn. Em mong là anh chị có thể cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhiều hơn ở bên ngoài. Dạ em cảm ơn. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi chàng trai mình đi nha. Dạ em đi với bạn. Rồi dạ. Mời em trai cho vài ý kiến nào. Tính đầu tiên cho em gửi lời chào đến hai anh chị MC cùng toàn thể quý khán giả đang xem chương trình. Em tên Dũng, là người bạn người em của anh Long. Theo em thấy thì anh và bạn này rất là có vẻ hợp nhau. Thì mong là duyên của chương trình sắp đặt thì mong hai người cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Rồi tiến xa hơn thì cái đó là chuyện của tương lai. Dạ em xin hết rồi. Cảm ơn em trai. Bây giờ thì kéo rào. Bắt đầu đi Long. Dạ. Mình qua mình gặp Khánh, mình kết hợp thành Long Khánh. Bước tới. Chào bạn. Nhắn chưa? À, đây là sắp. Cảm ơn ạ. Nói giờ có đói không? Ôi, à, đây là cơm trưa. Ừ, cảm ơn anh. Ngon nha, ngon nha. Dạ vâng. Cái gì cơm đấy? Cơm gì? Cơm chay hả? Dạ, cơm chay. Ai nấu? Em nấu. Anh thử miếng cơm chay coi, thử coi sao. Ờ, Khánh có đói không? Có thử, có thể thử. Dạ, em nghĩ là nên để thôi. Nó thơm lắm á. Dạ. Ngồi đây mà còn nghe mùi thơm luôn á. Dạ. À, Khánh à, dù trong mua bán thì chữ tính anh đặt là hàng đầu. Còn giữa người với người á thì niềm tin á là quan trọng. Anh đem cái niềm tin đó đó là gói hành trang từ đó đến giờ là rất là lâu, có thể để cho Khánh đặt niềm tin vào Long. Thì anh chỉ có 4 điều như thế này. 1, anh rất tin vào luật nhân quả. 2, anh rất tin vào luật pháp. 3, anh rất tin vào luật hấp dẫn. Và 4, cố gắng đừng làm sai. Nếu làm sai coi lại điều số 1. Em có thể đặt niềm tin vào anh. Còn nếu như mà còn chưa nữa thì những cái chỗ mà anh đã từng đi qua, những cái chỗ mà anh đã từng đến, những người anh từng gặp, anh sẽ dắt em đi những nơi đã đi qua, những người anh cần gặp và những người anh biết. Em cứ hỏi đúng là bạn Long có phải sống như vậy không? Mọi thứ phải đều vui vẻ, hòa đồng. Còn đối với khách hàng thì anh nếu mà anh mua bán á, nếu khách hàng mà có lợi anh có hại anh cũng không có làm. Mà nếu như mà anh được lợi nhiều quá mà khách hàng thiệt thòi anh cũng không có làm. Đôi bên phải đều có lợi, anh sẽ làm. Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của anh. À, thì em cũng có những chia sẻ giống như vậy, tại vì em cũng từng làm nhân viên sale. Dạ, cho nên những điều anh nói em cũng thấy rất là đúng, cũng đồng ý với cái quan điểm của em. Rồi, anh làm việc ở quận 6 vậy đó, em ở Bình Tân như vậy đó, khoảng thời gian nào là em rảnh? Em làm việc giờ hành chính cho nên thường buổi tối là em sẽ rảnh. Rồi, vậy mình có thể hẹn hò cà phê. Dạ. Và mọi chuyện thì sau đó thì mọi ý kiến thì nói chung nếu mà ở ngoài cái gì mà không biết đó thì cứ về nhà hỏi bạn gái hoặc vợ. Thì bạn gái hoặc vợ nói sao, nếu mà đúng thì cứ làm chắc chắn thành công. Rồi như vậy thôi. Dạ. Mình tiến xa hơn xíu đi. Tương lai khoảng bao lâu, hỏi bên nhà gái khoảng bao lâu thì mình có thể bước tới được. Rồi mình tính vẽ ra tương lai coi hai đứa ví dụ như đến với nhau thì sống ở đâu. Dạ. Làm gì để phát triển kinh tế. Dạ hiện tại thì anh đang sinh sống và làm việc tại quận 6. Anh cố gắng, anh có mua một ngôi nhà nhỏ ở Bình Chánh. Dạ. Dạ nó cũng gần. Ở nhà thì anh chỉ còn có mẹ và em trai thôi, cũng không phải làm dâu. Mẹ anh cũng ăn chay trường, anh cũng ăn lạc, nên đâm ra mọi thứ nó sẽ đơn giản. Em cứ yên tâm. Thì phần còn lại mọi thứ mình cứ thụt xuống hai nắc thì mọi thứ sẽ ổn. Cái tự cao bỏ bớt, tham sân si bỏ bớt thì chắc chắn sẽ ổn. Có gì mình phải nói đừng im lặng. Anh nói hơi nhiều và anh mua bán anh lại cần nói nhiều hơn như vậy nữa. Em chắc em chịu được.
Dạ em yên tâm là anh làm dành dụm á, là anh cũng có tiền ở trong tài khoản thì chỉ cần có thể thì lúc nào mình cưới cũng được. Dạ. Bên kia tao không thích nói nhiều đó. Dạ. Không, cái này là tôi rất đồng ý. Là tại vì phải nói cho hiểu nói, tôi mới không về khỏi nói. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng nó rồi. Nó chị đang bên em đó. Dạ đúng rồi, em cảm ơn chị. Rồi giờ tới nhà gái nói nè. Nhà dạ. gái nói về quan điểm của nhà gái nè. Đối với em thì hôn nhân đó là chuyện cả đời, và nếu như mình có thể đi gọi là xa hơn trong tương lai thì đầu tiên thì em muốn anh sự thấu hiểu trước cái đã. Mình thấu hiểu, mình chia sẻ và mình chấp nhận thay đổi vì nhau. Đó là điều em nghĩ là quan trọng nhất. Em cứ nói anh lắng nghe, nếu cái gì không được thì mình sửa được mà. Chỉ cần mình chịu khó mình nói để người khác lắng nghe thôi, chứ đừng im lặng là được. Bất cứ cái gì cũng vậy, đừng im lặng là được. Nói chung là vui vẻ hòa đồng. Dạ, đúng rồi, đúng vui không? Vẻ hòa đồng, thậm chí trong hôn nhân cũng phải vui vẻ hòa đồng. Đúng rồi. Chia tay hôn nhân cũng vui vẻ hòa dạ, đồng. Dạ đúng rồi. Nãy giờ em nói chuyện với cô gái này, em thấy cô gái này sao? Dạ rất dễ thương. Trong lòng em sao? Em nói hết cho cô gái cô nghe. Cảm xúc của em hiện nay khi nắm tay cô ấy là sao? Nói hết cô ấy nghe đi. Nói chung là anh hơi nhát với phụ nữ. Nãy giờ qua sự trò chuyện vậy đó, em thấy anh như thế nào? Em có thể anh... đặt niềm tin vào anh được. Dạ để khẳng định một câu là đặt niềm tin hay không thì em chưa thể khẳng định bây giờ được, bởi vì em mới gặp anh chưa được 30 phút. Nó cần thời gian để em có thể đưa ra câu trả lời. Nhưng em thấy từ những câu chuyện nói đầu tiên thì em nghĩ anh cũng khá là đáng tin. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi. Hát bài tặng quấy luôn đi. Dạ. Anh chỉ có nhớ một đoạn là trái tim anh đây chỉ có chung tình, vì yêu em anh không hề toàn tình. Nhưng giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay. Mất trăm năm đôi ta mới chung thuyền, 1000 năm ta mới về chung đôi. Nên người ơi em đừng chi đắn đo, bên cạnh anh em sẽ được sum vầy. Thấy được không? Dạ được. Rồi, giống Mỹ Tâm. Giống ca sĩ Mỹ Tâm. Giống ca sĩ Mỹ Tâm hả? Dạ. Rồi, về ghế ngồi đi nào. Dạ. Long với Khánh. Có vẻ như vẫn còn những do dự trong suy nghĩ của cô ấy, còn tùy các bạn. Nhưng nếu mà cô ấy thấy đây có thể là một người đàn ông cùng đồng hành với mình trên con đường đi của riêng mình thì hãy cho anh ấy cơ hội. Rồi, chị Lan sẽ đếm nhé. 1 2 3 Chúc mừng. Nào hãy nắm tay sát tao. Chính thức các bạn này hẹn hò với nhau. Một cô gái thông minh đó. Ở bên cạnh chàng trai này là em sẽ thấy ấm áp, tin chị đi. Từng cái cử chỉ, từng cái lời nói cứ một chút cái hỏi em lạnh không? Một chút cái hỏi lạnh không? Là bao nhiêu đó là đã thấy cả một cái sự ấm áp mà của anh này muốn dành cho cô này. Đúng rồi, một nụ hôn đầu tiên. Anh hôn lên má không? À, anh hôn lên má nha. Dạ. Chào cô gái. Rồi bây giờ thì chúng ta đã có mặt trên sân khấu, chỉ cách nhau một cái bờ rào tình yêu thôi. Mời em trai. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào quý vị khán giả. Em là Phạm Minh Tâm. Em năm nay 32 tuổi. Em đang làm việc trong lĩnh vực khách sạn. Làm khách sạn, làm dịch vụ hay là làm kỹ thuật hay là quản lý? Là quản lý. Quản lý lĩnh vực khách sạn ha. Dạ đúng rồi. Mời nhà gái. Chào tất cả mọi người. Em tên là Liễu Ngọc. Em 26 tuổi và đến từ Vĩnh Long. Thì hiện tại thì em đang là team leader của bộ phận hỗ trợ đối tác của một công ty về thương mại dịch vụ. Thì hiện tại em đang ở quận 11. Mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của bản thân em thì rất là hòa đồng với mọi người, có trách nhiệm trong công việc cũng như là hiểu chuyện. Còn chị thấy em rất là tự tin nữa. Dạ, cảm ơn chị. Còn về nhược điểm của bản thân thì em có hạn chế trong cái việc tìm đường. Em hay bị đi lạc. Mù đường đó đúng không? Dạ. Với lại cái khả năng nấu nướng thì nó cũng không gọi là xuất sắc lắm. Nấu nướng thì thật sự ra bây giờ không quan trọng lắm đâu, nên em đừng lo. Rồi, mời em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình. Em khá là quyết đoán trong công việc. Em là người đàn ông của gia đình. Em thích làm những cái việc, những cái gì tốt nhất cho gia đình. Còn khuyết điểm thì đôi khi thì cái tính em nó hơi cứng nhắc. Thì bù lại tại vì em quyết đoán cho nên là em sẽ hơi có những cái nguyên tắc khó thay đổi được. Quản lý mà đúng không? Phải nguyên tắc mới làm việc được á.
Nhưng mà về gia đình em có nguyên tắc như vậy không? Cứng nhắc như vậy không? À, dạ không, thì gia đình thì mình linh động, linh hoạt thôi anh. Nguyên tắc tức là sao? Tức là thí dụ như đồ đạc em để ở đâu thì em không thích ai đụng chạm hoặc xê dịch đó. Ngay cả ở nhà luôn? Dạ đúng rồi. Tức là tất cả nó phải theo quá trình tự sạch sẽ, ngăn nắp. Vậy cũng hơi khó đó nha. Bên kia bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em khoảng 2-3 mối tình. Tại vì tại sao em nói khoảng? Tại vì có thời gian tìm hiểu á, nhưng không có thành. Mối tình, những cái mối tình về sau thì tụi em quen cũng được 2-3 năm. Thì do là không có hợp quan điểm á, tụi em cũng có từng sống với nhau khoảng 1 năm. Sống thử đó hả? Dạ. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có hợp. Nên là thấy cái người đó thì họ có vẻ tư tưởng em thì hướng nội, bạn thì hướng ngoại. Cộng thêm là tại vì bạn khá là thực dụng nên là em từ từ em cảm thấy quan điểm không có hợp nên là không có tiến tới nữa. Thực dụng cụ thể là sao? Thực dụng về vấn đề gì? Như em nói thì cái vấn đề thực dụng thì tức là tư tưởng có hướng ngoại thôi. Em thích xài tiền mục đích khác, cô ấy thì thích xài tiền mục đích khác. Nên hai cái tư tưởng nó không có gặp nhau. Vậy phải là thực dụng. Vậy sao gọi thực dụng được? Không phải thực dụng đâu. Tôi phải đi qua nè. Chào, dạ. Chào, nói nghe coi. Chào em. Chào chị. Thì ví dụ như bạn gái thì thích đi du lịch. Còn bản thân em thì em không có thường đi du lịch. Em thì em thích mua sắm này nọ. Cho nên là... Rồi thực dụng chưa? Rồi tới chỗ thực dụng chưa? Cũng khó nói nhưng mà em cảm nhận được là hai cái tư tưởng nó hoàn toàn không có hợp nhau. Khi mà dùng từ chữ thực dụng là nó ghi... Nó, đúng nó, rồi, nó cái từ thực dụng là nó nặng lắm đó. Nó nặng đó. Dạ. Thật ra thí dụ anh chơi với ai mà nói trời em chơi thực dụng quá là coi như là thực dụng chơi tức là người ta đó. Chỉ nghĩ tới vấn đề tiền bạc và quyền lợi cá nhân của người ta thôi. Người ta không quan tâm tới quyền lợi của người khác và không quan tâm tới cái nguồn tiền từ đâu ra. Đôi khi thì cũng có cái vấn đề đó nhưng mà nói chung là bởi vì cái gì qua rồi em không có tiện nhắc những cái cũ á. Còn cái chuyện mà em nói là cái gì mà không ai dời được em á, cái đó cũng hơi kỹ chút xíu. Theo anh là có thể giảm chút xíu được không? Không, bây giờ qua thấy cái hình ảnh của bạn này ngoại hình rồi mướt, phải không? Mướt. Thì mới hiểu được là lý do tại sao bạn đúng nói rồi. Mà bạn nhận xét được bản thân của bạn như vậy là rất là tốt nha. Chị đây nè mọi người, đầu tóc láng mướt, nó bóng mà nó bóng tới cái mức mà tôi có thể thấy được cái mặt tôi trong đây. Đúng ra là em phải đứng ở vị trí của anh mới đúng hơn. Đúng rồi đó, bên đây ta MC. Anh MC mà anh bê bối quá. Đồ, áo là chỗ nào là nó vô đúng cái chỗ đó không? Đúng rồi, áo anh chỗ có chỗ không. Ông, bạn này là một người rất là chỉnh chu về cái bề ngoài của mình, rất cực kỳ chỉnh chu luôn. Còn cái bề trong như thế nào thì tí tìm hiểu thì mới biết. Để hỏi đối tác của em coi rồi, bao nhiêu mối tình rồi. Mấy mối tình rồi cưng? Hiện tại thì em có trải qua một mối tình kéo dài 2 năm và cũng kết thúc 2 năm rồi chị. Sao chia tay? Thứ nhất là em chưa thấy bạn nam có định hướng trong tương lai. Và nếu như có thì cũng chưa có hình ảnh của em trong tương lai của bạn. Thứ hai nữa là em mong muốn nhận nhiều hơn cái sự quan tâm từ bạn. Nên là tụi em quyết định chấm dứt. Dừng lại. Rồi vậy thì em nói luôn về cái mong muốn nha. Mình có một người bạn trai như thế nào? Dạ. Em sẽ ấn tượng với một bạn nam, thứ nhất là có công việc và sự nghiệp ổn định. Thứ hai là bạn sẽ gọi là hiểu chuyện và biết điều. Thứ ba sẽ là một người cần có sự lãng mạn. Thứ tư là biết chăm sóc bản thân. Và cuối cùng thì em sẽ ấn tượng với một bạn nam có chiều cao trên khoảng 1m75. Chưa, nó hơi cái chỗ cúi nó cấn cấn chút xíu. Thiếu một chút thôi. Chút xíu chứ. Em cao 1m62 rồi. Thứ hai là mọi người nên trừ hao cho em mang cao gót. Và thứ ba là mọi người nhìn vẻ bề ngoài thì em cũng không có nhỏ bé lắm. Nên là em cần cái cảm giác an toàn được bao bọc chở che. Nên là em thích những cái bạn nào có chiều cao trên 1m75. Chị rất là giống em về cái quan điểm đó. Chị thích quen ai mà trên 1m8 mà cuộc đời của chị chưa gặp ai mà trên 1m8 em. Chưa gặp ai trên 1m75 luôn á. Nói chung là nãy giờ nhu cầu bên nhà gái thì nó cũng có chỗ khó, cũng có chỗ dễ. Không, nhà trai tôi đáp ứng đủ á. Bây giờ hỏi cái tiêu chí đúng của bên đó rồi. Tôi nghĩ bên đây đáp ứng hết luôn á. Nhà gái tôi dễ thương em bên đây. Em trai muốn mong muốn một người vợ tương lai của mình với tiêu chí như thế nào? Em thì hiện tại tại vì em sống với bố mẹ thì một người cũng biết lo lắng cho gia đình. Tại vì em ở đây với bố mẹ, chị em ở nước ngoài nên không ở đây được. Thì nói chung là nhà cũng có em, bố và mẹ thôi. Cho nên là cần một người nào đó về thì có thể vừa làm bạn với em, cũng có thể lo lắng tươm tất cho gia đình. Tức là một người có thể chia sẻ, thấu hiểu. Thì coi như phải về làm dâu rồi đó. Nhà em không có định nghĩa làm dâu. Nhà em thoải mái, thoáng về tư tưởng. Thì ở chung là làm dâu rồi. Bây giờ người nhà có ý kiến coi sao? Đúng. Rồi.
Em đi với ai bé? À, em đi với bạn thân của em ạ. Chào các cô gái. Dạ, em chào tất cả mọi người. Em tên là Linh, là bạn học của Liễu Ngọc. Em thấy bạn nam này có vẻ là hơi khó tính. Liễu Ngọc thì có vẻ là người hơi cầu toàn hơn bạn. Hai người có thể cho nhau cơ hội. Rồi, em trai đi với ai? À, em đi với người anh, chơi với nhau được cũng mười mấy năm rồi. Dạ, chào anh ạ. Em thấy bạn nữ cũng dễ thương. Nói chung là hai người chơi cho nhau tìm hiểu đi. Em chơi với bạn này mười mấy năm rồi đó hả? Dạ. Chơi 12 năm. Có bao giờ xê dịch đồ nó chưa? Dạ không. Không dám luôn hả? À, nói chung là vô nhà chơi không đụng đồ, đụng chạm. Đụng la liền. Dễ sợ. Rồi thôi mở rào cho hai bạn gặp nhau đi nào. Vậy đi. Mở rào. Hai bạn đủ để có thể quyết định được những cái gì mà các bạn đang tiếp cận ha. Tấn công đi chàng trai. À, anh có món quà gửi tặng em. Dạ em cảm ơn. Ừ, anh cảm ơn. À, anh có thể chia sẻ một xíu về món quà của mình được không anh? Anh tặng em quyển sách. Thì cái tên quyển sách này là Bí quyết trưởng thành. Thật ra thì nó ở trong đó nội dung cũng khá là hay. Anh nghĩ là tặng quyển sách thì nó sẽ hợp lý hơn. Dạ. Để em có thể giữ làm kỷ niệm. Dạ. À, đầu tiên thì em cảm ơn món quà của anh. Thì em cũng có một món quà gửi lại cho anh. Thì trùng hợp nó cũng là một quyển sách. Dạ em gửi. Cảm ơn nha. À, quyển sách này nói về một cái phong cách sống là Ola, giúp mình có thể cân bằng giữa cuộc sống, các mối quan hệ khác như là bạn bè hoặc là công việc. Thì hy vọng anh sẽ có một cái kỷ niệm vui với cuốn sách này. Anh cảm ơn em. Anh muốn hỏi trước về cảm nhận của em ha. Qua chia sẻ lúc mà chưa có mở rào á, thì em hơi băn khoăn cái việc là thứ nhất là anh có một mối quan hệ với một bạn nữ thì kéo dài 2-3 năm và có sống thử 1 năm. Thì khoảng thời gian 3 năm không dài nhưng mà cũng không ngắn. Nhưng mà mình nói với bạn là mình không hợp nhau. Thì em thấy đó là một cái lý do chung. Em cảm thấy là nó chưa thuyết phục lắm. Thật ra thì có chút xíu nhầm lẫn. Đó là anh sống với bạn đó khoảng được hơn 1 năm chứ không phải 3 năm. 3 năm là anh đang nói là những cái bạn trước đây có quen với anh á. Dạ. Yeah. Thật ra không phải là đưa ra một lý do là không hợp để chia tay. Nhưng bởi vì là đã thật sự là cảm thấy là không hợp rồi á, mà mình cố gắng đi thêm xa nữa đó thì nó sẽ mất thời gian của hai bên. Dạ. Yeah. Thì anh và bạn đó cũng thống nhất và đồng quan điểm là không tiếp tục nữa, chứ không phải là đơn phương từ anh. Dạ. Yeah. Công việc của anh thì nó thường bắt đầu từ lúc mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ, và nó có thường xuyên phải đi sớm về khuya hay là nó sẽ cố định một khung giờ á? Anh là quản lý ca trực. Dạ. Yeah. Tức là sẽ phải làm theo ca. Nói chung thì anh có khi phải làm ca đêm nữa. Đại khái là công việc cũng khá là nó không có thời gian cố định. Dạ. Yeah. Chỉ là một ngày là làm 8 tiếng thôi. Thì em cũng xin phép có thêm hai câu hỏi nhỏ nữa. Nếu như đi du lịch đó, thì anh thích đi biển hay là đi rừng? Anh thích đi Đà Lạt. À vậy là anh thích đi rừng. Dạ. Ví dụ như hôm nay là thứ ba đi. Nếu như anh với em có cơ hội tìm hiểu á, và em 12 giờ khuya em gọi em nói là bây giờ tâm trạng em rất là tệ và em muốn gặp anh để có thể là giải tỏa, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Bất cứ lúc nào em cần. Bất cứ lúc nào em cần. Anh có câu hỏi nào dành cho em không? Em quê ở Vĩnh Long hả? Dạ đúng rồi. Em có mấy anh chị em? Gia đình em thì có 3 chị em gái và 2 chị đã lập gia đình, và em là Út. Bố mẹ em có mong em có gia đình không? Tại thời điểm hiện tại là có, và mẹ em là người gợi ý cho em tham gia chương trình. Nhưng mà khi tham gia chương trình này thì em cũng chưa có nói với mẹ là em đang ghi hình. Ok, anh hỏi thêm một câu cuối cùng nữa là em cảm nhận như thế nào? Tại vì thật sự theo tiêu chuẩn mà em đưa ra là chiều cao là anh là thua rồi đó. Anh chỉ khoảng 1m7 thôi. Dạ. Yeah. Nên là sẽ phải có những cái cân nhắc thật là kỹ từ anh và em. Anh muốn biết em cảm nhận như thế nào để anh cũng đưa ra một cái quyết định. Dạ. Vì sao cái tiêu chí chiều cao của em để cuối cùng thì đó cũng là một cái tiêu chí em cần thôi. Nhưng mà nếu như mà có những cái yếu tố khác mà bạn nam có thể chinh phục được em thì em vẫn có thể bỏ qua được cái điều đó. Cái cảm nhận thứ hai nữa, khi mà anh chia sẻ về cái vấn đề sống thử á, thì đó là một cái tạm gọi là một cái vật cản làm em hơi chùn bước một chút. Nên là nếu như được thì anh có thể chia sẻ hoặc anh nói một câu nào đó để có thể làm em có một suy nghĩ khác. Nói chung thì anh trưởng thành rồi. Dạ. Em thì anh nghĩ cũng là trưởng thành rồi. Tại vì qua cách nói chuyện của em thì nếu cảm thấy
có cảm xúc thì mình tìm hiểu, có duyên thì tiến tới tình yêu. Dạ. Yeah. Hai bạn bây giờ ngồi xa quá, nó chưa có một cái sự chưa có chất xúc tác được. Tác gì hết. Bây giờ em trai đứng lên nào, đứng nắm tay bạn gái. Em gái đứng lên nào. Em xin phép bắt tay một cái. Dạ. Bắt tay giống đối tác quá. Đấy. Em có làm một cái gì đó cho nó tình cảm hơn được không? Hai bạn đứng xích với nhau, có thể nhìn thẳng mắt nhau trao đổi một chút xíu gì đó. Nãy giờ cuộc nói chuyện này thì em thấy bạn gái thế nào? Em thấy bạn hiền. Nói chung hiền thì em cũng thích. Em khá là ngại tại vì cũng lâu lắm rồi em không có quen ai hết. Vậy ngại gì? Em hơi nhút nhát trong tình cảm. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà anh đủ thích một người á thì anh sẽ chủ động với người đó. Chính xác. Rồi, sân khấu của hai bạn. Bạn gái nói như vậy là tôi hiểu bạn gái muốn cái gì rồi. Em không hiểu nữa thì thôi nha. Mình trao đổi thẳng đi. Dạ. Mình đi thẳng vấn đề là em có đủ tin tưởng để có thể cho anh một cơ hội hay không? Anh có thể hỏi một khác không? Tại vì em nghĩ là chương trình mình có cái phần bấm nút, đúng không? Thì em nghĩ là cái phần bất ngờ đó em sẽ dành cho phía sau. Anh cũng khá là hồi hộp, anh cũng không biết là phải hỏi gì. Tôi vào vị trí đi các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ quyết định bằng nút bấm thôi. Quyết định bằng trái tim của mình. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bấm là chúng ta. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và bạn nam ngồi bên ạ. Em tên là Lê Thị Lệ Hoa, năm nay 30 tuổi. Hiện tại công việc của em là phụ trách mảng tuân thủ trách nhiệm xã hội của một nhà máy sản xuất vải ạ. Ở đâu cưng? Dạ, về quê quán em có một câu đố nhỏ cho bạn nam. À, quê quán của em hả? Dạ, đúng rồi. Rồi, rồi, đâu em đố bạn đi. Coi dạ, mình có một câu đố nhỏ là xem như là nhìn hình đoán chữ ạ. Nếu như bạn nhìn cái bức hình này và đoán thử quê quán của em ở đâu. Cũng dễ ạ. Vô cái là rối não liền nha bạn trai ơi. Đây là bức tranh bạn gái vẽ và yêu cầu bạn trai đoán xem quê cô ấy ở đâu qua bức tranh này. Dạ, măng cục đó. Em nghĩ là ở Bến Tre. Dạ không đúng. Đúng dạ, không? Dạ chưa đúng. Chưa đúng. Dạ chắc là ở Vĩnh Long ạ. Vĩnh Long. Dạ Đông Nam Bộ. Miền Đông Nam Bộ một lần nữa. Trời ơi, măng cục đó, miền Đông Nam Bộ đó. Thì ông giúp người ta đi, bên đàn trai có quyền tương trợ mà. Dạ, chắc là ở Bình Phước à. Bình Phước? Dạ, hàng xóm, em ở Bình Dương. Bình Dương. Đồ khó quá. Bình Dương. Bình Dương, măng cục thì đâu cũng có hết cô gái. Dạ. Vĩnh Long cũng đúng, Lai Thiêu cũng đúng mà, dạ. Đồng Nai cũng đúng. Dạ, rồi, chính xác. Thậm chí là Bến Tre cũng đúng. Dạ. Rồi ở Tiền Giang cũng có măng cục, nhiều có nơi có măng cục ngon lắm ha. Dạ, rồi. Tại vì dạ. Em ở ngay Lai Thiêu luôn ạ. Lai Thiêu đúng rồi đó. Dạ. Phải nói là ở Lai Thiêu chính xác hơn. Đúng rồi. Rồi, đó là câu đố. Mà quê mình Lai Thiêu nhưng mình làm ở đâu? Dạ, hiện tại em sinh sống và làm việc tại Bình Dương luôn ạ. Tại là Bình Dương luôn. Dạ. Bình Dương là ở thành phố mới hay là ở đâu? Dạ, em sống ở Thuận An và làm ở Bầu Bàng. À, Bầu Bàng, làm việc ở Bầu Bàng. Rồi em trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lương Đình Thanh. Hiện tại em 31 tuổi. Em công tác và làm việc tại huyện Nhà Bè. Dạ, giờ hộ khẩu em ở Nhà Bè luôn ạ. Mấy Nhà Bè? Không, huyện Nhà Bè. Quê Nhà Bè? Dạ. Làm công việc gì? Dạ, em kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Vật liệu xây dựng hả? Xây dựng anh. Thiết kế và thi công xây dựng. À, thiết dạ. Kế xây, thi công ha. Dạ. Một người ở Nhà Bè, một người ở Lai Thiêu, Bình Dương, ở Bầu Bàng chứ. Dạ. Em có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ, biết yêu thương cho gia đình và biết chăm lo công việc, có chí cầu tiến cao. À. Và em không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi, vậy quá tốt. Còn có tật xấu gì không? Dạ, về khuyết điểm thì chắc là em hơi nhút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. À, nhút nhát. Mời nhà còn gái. Em giới thiệu đi. Dạ,
Về ưu điểm thì em bản thân em là một người hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ và sống có trách nhiệm. Dạ, còn khuyết điểm của em thì cái về khoảng bản thân em trong giao tiếp thì em không phải là một người chủ động. Nhưng mà nếu như mà có một người chủ động trò chuyện thì em bắt sống được. Là sao? Là tức sao? Là em bắt sống được. Dạ, em bắt sống người ta bắt được. Sống được. Dạ đúng rồi, chứ em không có chủ động lắm. Dạ. Có người khơi mào ha. Dạ. Em tiếp sức liền á. Dạ. Còn khoảng nấu ăn thì cũng vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của em. Em có thể nấu ăn được, nhưng mà với điều kiện là có người giúp em sơ chế nguyên liệu. Yên tâm, ở đây hả? Nấu ăn được mà. Dạ. Chứ giao cho em nguyên con gà hoặc là nguyên con cá là chắc bốn mắt là nhìn em, nhau. Em không biết làm đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi cái đó bình thường mình mua sẵn, làm sẵn về mình làm thôi đúng không? Dạ. Mà lặt rau biết lặt không? Dạ cái đó là chắc chắn được. Nó cũng là sơ dạ, chế. Cái đó dạ. Yên tâm đi, cái đó thì em làm dạ. được. Yên tâm, đàn trai làm dạ. được hết á. Hôm nay tao nói làm được luôn á. Bên này ta đừng nói để cho thấy có những cái người ta làm được, nhưng mà tại người ta nói không rõ thôi. Chứ gà không phải ai biết làm. Trời ơi, cho chị gà rượt nhau từ sáng tới tối rồi cười thôi chứ không ăn được nhau luôn á. Dạ, thì có người chuẩn bị sẵn thì em có thể nấu được ạ. Rồi, em gái có mấy mối tình rồi? Dạ, nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. Ít trời. Dạ. 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào. Dạ, em chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Ủa, cái môi trường của em đâu có thiếu, tức là nam nữ đầy đủ chứ đâu có thể nào là nữ không được đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Mà không thèm để ý ai hết. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống nó khá là đơn giản. Cứ gói gọn từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít. Thành ra em cũng ít có cơ hội là tiếp xúc với là nhiều người cũng. Cho nên là chưa có tìm được người hợp với mình. Bên đàn trai tò mò chạy qua. Trời ơi, em chào anh. Duyên dáng nha, rất là duyên dáng. Năng động nữa. Nhìn thấy nghe cái tính cách là thấy cũng năng động rồi. Mà chưa có mối tình nào mà không ai yêu mình, mình không yêu ai hết. Dạ. Có yêu đơn phương một người nào chưa? Dạ chưa. Kỳ vậy ta. Thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Thích có nam. Có ai nói em là kia không? Dạ không có. Kỳ vậy ta, 30 tuổi rồi. Dạ. Xem phim. Bạn này bạn không thích ai mà bạn nói là cũng không ai thích bạn. Kỳ vậy ta. Vậy, trời? Vậy chứ giờ em thích cái gì? Do em không có chủ động trong giao tiếp á, nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm, chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Đâu cũng dễ gần mà, thật sự thấy cô này dễ gần đó. Không, rất là duyên dáng. Nhưng mà ở trong công ty giờ làm sếp chưa? Dạ cũng có quản lý chút ạ. Hèn gì, tức là làm sếp thành ra là người ta không dám đụng. Quản lý mà gì đã làm là tao quá tao không. Nghiêm khắc trong công việc nữa thành ra ta né. Đó chứ không phải là gì hết trơn. Trời tìm ơi, ra nguyên nhân rồi. Coi như bỏ qua tuổi thanh xuân nó phí dữ lắm luôn rồi đó. Thôi được rồi, bên này đi. Coi bên đây sao nha. Dạ. Em nói nghe nè, bên đây tôi là sếp á, rồi bên đó là rồi bên đây cũng là cũng sếp mà chưa biết sếp gì à. Bây giờ hỏi coi bên đó là đi. Không biết sếp gì đây nè. Là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Có sếp không? Dạ, em cho chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé, cái công ty đó là của bé? Dạ công ty của em luôn chị. Công ty của đàn trai luôn, trời ơi. Tôi nghi rồi. Tôi thấy cái thần thái này là tôi nghi là sếp chủ. Luôn, nói chung là hai người sếp hết. Không, bên em phải sếp, bên đây là chủ. Hả? Bên đây là chủ cái doanh nghiệp đó. Chủ luôn. Còn bên đây là sếp, bên đây là dưới quyền bên đây. Tức là bên nữ. Bên nữ tôi là dưới game bên đây. Không phải dưới game, ta sếp bên đó cũng dữ lắm á. Bên đây tao quản lý thôi. Em có mấy mối tình này nói cho bà mối nghe coi. Dạ em đã trải qua hai mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn thì em mới có nhà có cửa ổn định thì em không muốn cho vợ con này khổ. Và bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do để né tránh. Không thật lòng, ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng
tạo dựng sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời ơi, hơn 2 năm rồi. Tại giờ sao lúc chắc thứ 2, thứ 3 rồi. Không, nhưng mà lý do gì khi em đã có nhà rồi, em làm chủ một cái công ty rồi mà em 2 năm ở không là sao? Dạ thì nói chung là công việc của em thì xây dựng, thì tiếp xúc với những người lớn tuổi không à. Tại vì những người lớn tuổi thì người ta mới có tiền để làm nhà này kia chị. Rồi nên là sai nha. Không, mấy người nhỏ tuổi người ta cũng có tiền nhiều lắm, người ta cũng làm nhà nhiều lắm. Nhưng mà tại có lẽ là em không may mắn lắm nên là cũng chưa tìm kiếm được. Với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm, cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn. Nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì ở Sài Gòn thì nhiều cướp giật quá này kia, người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là tiếp cận để là nhìn mặt em có giống trộm cướp vậy. Nhìn mặt em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời. Mà lo không xa xây, quá trời. Tức là không dạ, xây được một cái căn nhà nào của người lớn tuổi mà có con gái trưởng thành. Dạ đối với em thì rõ ràng lắm, đối tác là đối tác mà công chuyện làm ăn của mình thôi chứ mình không dám đề cập tới. Mà mình có quyền có cảm tình chứ. Trời, cảm dạ, tình nên tao quỷ hợp đồng. Cái lúc đó thì mình cũng chưa gặp ai mà có con gái lớn. Cũng có người mai mối cho em là cũng có bạn gái ở bên quận 5 thì cũng có nhà cửa đàng hoàng, nhưng mà tại cũng đi chơi coi phim 1-2 lần nhưng mà em cảm thấy không có cảm xúc với bạn ấy nên là em không quen. À là dạ, thôi đúng không? Vậy thì bây giờ cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào thì em mới có cảm xúc nè? Dạ em thì đơn giản lắm, bạn gái thì ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên. Biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên và biết kính trên nhường dưới là được rồi chị. Còn về hình thức thì sao? Về hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Dễ nhìn là được? Dạ. Rồi em dễ dãi vậy luôn á hả? Sao gì dạ, dễ nhìn mới khó đó. Cái dễ nhìn đó mới dễ mà mới khó đó nha. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Không phải đơn giản đâu. Cưng nghe vậy cưng thấy sao cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Nói nghe nè. Trời ơi. Rồi tự dưng tới tới lúc mà đi tìm kiếm một nửa kia của cuộc đời mình thì lại gặp một cô gái trinh nguyên như vậy. Trong trắng mà duyên dáng mà giỏi giang như vậy thì em có thấy là giống như là em bắt được là trúng số không? Dạ thì em cũng nghĩ vậy ạ. Tức là ông bà độ em đó đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ ở đâu ra? Dạ người ta nói là ở hiền gặp lành nên chắc là... Chắc em ở hiền thiệt đó chị cũng chắc là em ở hiền thiệt luôn á. Trời ơi. Ở hiền mà ta, mà sao gặp mấy người kia ta tưởng đâu giật điện thoại hả? Rồi con bé này sao nè, giờ cái mẫu người lý tưởng chưa yêu bao giờ thì giờ suy nghĩ coi cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào. Dạ em suy nghĩ, em hy vọng bạn nam lý tưởng là về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc, trung tình. Chị nói lại em. Dạ. Tóc không dài, răng không dài. Râu không dài ạ. Tóc không dài, râu không dài, răng không súng. Ông tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Trong đầu em tả một cái. Tả tưởng nó chắc ông già cũng chín mấy rồi. Không ạ, không râu và không tóc. Thì hiểu rồi. 30 tuổi ở đâu ra mà răng súng. Dạ. Hay. Rồi 30 tuổi sao để râu chi? Đúng dạ, không nè? Thì có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. À dạ có hết luôn á ha, có đủ mình, luôn rồi đó, mình có tới 90% những cái yêu cầu mà bạn gái dạ, đòi hỏi. Thôi mình người hỏi thân kiến đi, người thân đi, hỏi kiến người thân đi. Này bé đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi chung với là chị hai và cô ruột ạ. Chị hai với cô ruột à, dì đây chắc cô, là chị hai đúng không ha. Dạ, đó, nhìn chào chị hai, chào cô ạ. Nhìn chị hai là ra em gái nha. Dạ em xin kính chào quý vị khán giả, kính chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh. Em là cô sáu của cháu Hoa. Cô xin chào con. Thì ở trong gia đình á, bé Hoa là một cái đứa cháu cực kỳ ngoan, lễ phép và rất là có hiếu. Và chắc là anh Huyền Linh với lại chị Hồng Vân cũng thắc mắc là sao 30 tuổi mà cháu nó không có một mối tình. Đúng rồi. Thì một phần chắc cũng là do cái gia đình nhà em á, sống theo cái Nho giáo nhiều. Nên là cháu đi làm rồi về chứ cũng không có được đi chơi nhiều.
Và em nghĩ đó là cái nguyên nhân chính. Mà cũng có thể là cái duyên của cháu nó cũng chưa có tới. Và Sáu thấy cái bạn nam bên này á, qua cái trao đổi á, thì Sáu có cảm giác bạn hiền, hiền, có cái sự hiếu thảo. Và đó là cái tiêu chí mà Sáu thường nói với con. Thì nếu như có cái cơ hội thì có cái sự cảm tình lẫn nhau, thì cô hy vọng là hai cháu sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Em xin cảm ơn Sáu nha. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và một bạn thân của em ạ. Rồi chào cô. Dạ, xin chào, chào MC Quỳnh Linh, MC Hồng Vân ạ. Dạ. Dạ, chào, chào cháu cô gái ạ. Và chào gia đình bên nhà gái ạ. Tôi là mẹ của Lương Đình Thanh ạ. Là con trai, tôi có một đứa con trai. Còn gia đình tôi á là con gái đã có nhà cửa đầy đủ rồi, gả hết rồi. Giờ còn có mỗi hai mẹ con thôi. Mà cháu ạ, là phải làm dâu đấy, có mỗi hai mẹ con. Dạ. Còn về gia đình á thì con về thì việc gia đình á thì cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Giờ chỉ cần một đứa con dâu nữa thôi. Dạ. Thì cô mong con á thì các con á tìm hiểu nhau rồi tiến tới. Dạ, con cảm ơn cô. Trời ơi. Con nói vấn đề làm dâu cho bác gái nghe đi. Em có ngại không? Dạ, thật sự thì đạo hiếu là phải giữ dù cho ba mẹ mình hoặc là gia đình chồng. Cho nên thật sự mà nói con không ngại cái vấn đề đó. Vân thấy là dành cái không gian này cho hai trẻ được đi. Được rồi đó, đúng rồi bà mối. Mở rào. Chào em. Dạ, chào anh. Nay lần đầu gặp mặt anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Dạ. Lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đem một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Rồi, cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát tặng em nữa. Anh thì hát không hay nhưng mà anh có một đoạn bài hát rồi anh gửi tặng đến em. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên chồng thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một con tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ, em cảm ơn anh. Coi như là hôm nay mẹ cũng mặc đồ giống như là đi cưới dâu luôn rồi đó. Hôm nay mẹ đẹp lộng lẫy luôn á mẹ ơi. Em cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ, rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì rất thật sự là bồi hồi lắm ạ. Rất là ngạc nhiên. Dạ xúc có. Động xúc động là vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ tức là dạ, đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Người ta đưa coi cái nhẫn coi. Trời ơi, quan tâm cái nhẫn chi? Đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái tình cảm với mà quỳ gối xuống đó, hát bài hát cái đó mới là quan trọng. Dạ. Cưng quá trời cưng chị. Tuyệt bây giờ luôn. Một người thì trao nhẫn, một người thì nhận nhẫn rồi, tôi với ông làm gì bây giờ? Cái nút còn là cái gì nữa đâu? Bây giờ để cho hai trẻ trao đổi chút xíu đi. Dạ. Đó, cảm giác thế nào khi mà em gặp mặt bạn gái em nói đi. Dạ. Đứng sát lại gần nhau, đứng sát lại gần nhau, nắm tay anh nhau. Anh có cảm xúc không ạ? Nói đi, hai đứa nói cảm xúc với nhau đi. Nói chung là cái mà nhìn đầu tiên thì anh cảm thấy em cũng là một người rất thích hợp với anh cảm thấy rất thích. Dạ, em cảm ơn anh. Anh hy vọng là anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình cuối cùng để đi đến suốt cuộc đời. Dạ, em cũng mong được điều đó ai luôn, trời ơi. Hỏi bạn giờ hẹn, mình hẹn đi bầu bàn sao đó, nói đi.
Hiện tại thì em đang ở Bào Bàng hay em ở Lái Thiêu thì em đi làm ở Bào Bàng, em ở trên đó luôn hay em về nhà? Dạ một tuần tối thứ tư, tối thứ bảy và ngày chủ nhật em sẽ ở nhà là ở Thuận An ạ. Là em ở Thuận An hả? Dạ đúng rồi. Còn bình thường là em ở Bào Bàng là em ở trên đó luôn hả? Dạ em đi làm thì ở ký túc xá của công ty cho nó gần thuận tiện hơn. Thì nếu như như vậy thì một tuần mình hẹn hò thì em muốn là mình sẽ gặp nhau mấy lần? Dạ thì cuối tuần với lại những cái dịp buổi tối thì có thể à. Không biết là tại anh thì công việc có thể sắp xếp được không, mà khi mà mình em thấy anh tự kinh doanh như thế là cũng bận rộn. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm, về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến về. Dạ. Dạ khi có thời gian rảnh anh thường hay làm gì ạ? Thì thời gian rảnh thì anh hay đi uống cà phê với bạn bè nè. Lâu lâu thì có bạn bè rủ đi coi phim thì anh có đi coi phim. Dạ. Em có thích đi coi phim không ạ? Dạ có, nhưng mà do ít đi lắm ạ. Thích thì thích nhưng mà cũng ít có đi. Dạ anh có thể cho em hỏi là khi mà trở thành một cái chỗ dựa trong một người khác á, thì liệu đó có phải là một gánh nặng mà khiến cho anh mệt mỏi không? À không, anh hiện tại bây giờ là thực sự là muốn lấy vợ về để cùng xây đắp một hạnh phúc và cùng nhau để vượt qua tất cả. Và đó là đối với anh là đó là một cái niềm vui. Dạ. Chứ anh không thấy gánh nặng gì hết. Dạ. Để thì em suy nghĩ của em, một người phụ nữ cho dù cho có bản thân em thì em độc lập từ nhỏ. Nhưng mà em cũng mong muốn là có được một người quan tâm và là chỗ dựa cho mình. Dạ. Cũng giống anh vô đây thì cũng tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Và cũng có tính tự lập từ nhỏ nên là tất cả mọi công việc trong gia đình anh đều làm được hết. Dạ. Hỏi em là chừng nào, khoảng chừng nào anh có thể đến với em được? Nếu như mình hẹn hò thì khoảng bao giờ thì mình tiến đến hôn nhân được? Dạ, thì để xem tình cảm hai bên, hai đứa cùng sẵn sàng trong chuyện tình cảm thì có thể tiến đến hôn nhân ạ. Tức là tình yêu đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hôn nhân thôi đúng không? Dạ. Em có thích có con sớm không? Nếu sau này mình cưới rồi thì em muốn là mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Dạ cái này chắc con cái em nghĩ đó là lộc trời cho ạ. Dạ. Trời cho nhiều mình hưởng nhiều. 30 rồi đó. Dạ. Em 30 anh 31 lắm. Nói chung là mẹ cũng muốn có dâu lắm rồi. Hy vọng là em sẽ sớm đồng ý để cùng về chung một nhà với anh cho mẹ vui. Trời ơi, nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một đó. Dạ. Rồi bây giờ người ta tặng nhẫn mình vậy, mình xúc động không? Thì mình biểu lộ cái cảm xúc của mình. Ví dụ như mình, bạn kia đấy nắm tay cái rồi bên đây ngã nhẹ vô bờ vai cái đi. Trời ơi. Ôm em cái ôm chặt vô. Ngã nhẹ vô bờ vai người ta đi. Chép gì cô cho ôm em cái. Đức Yên Nguyên, Đức Yên Nguyên coi. Con chặt vô Đức Yên Nguyên coi. Dạ rồi ạ. Thấy sao? Em trai thấy sao? Dạ rất ấm áp ạ. Ấm áp không? Dạ. Em có thấy tim mình nó nhảy nhịp nhiều không trai? Trời ơi kỹ dạ, lắm. Dạ muốn nhảy ra ngoài luôn anh Quỳnh Linh. Nhảy ra ngoài luôn hả? Mà kỹ lưỡng lắm nha, coi như nè. Sức dầu thơm thơm lắm luôn đó. Dạ. Ừ đó. Rồi. Cưng ghê không? Thôi trở về ghế đi nào. Dạ. Bây giờ làm cái nói chung là làm cái gọi là thủ tục thôi chứ còn núp niết bây giờ là anh thấy gì? Là em trai á cảm xúc đang rất là đồng đầy, tim thì muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, còn cảm xúc em gái thì cũng đã thấy được. Vấn đề quan trọng là em gái có bấm nút hay không, chúng ta chờ đợi điều đó. Em trai có bấm nút thì bấm luôn hoặc tùy theo cảm xúc của bạn không gái bên kia. Không cần phải đếm gì đâu, nó hai đứa cảm thấy cảm xúc đầy đủ là một cái bạc thôi, không có đây. Đúng này, rồi. Dạ. Chúng ta cảm xúc thích chúng ta bấm luôn. Đó rồi đó, đó, đó. Em gái rồi luôn đó, rồi xong. Em gái thích. Đấy. Đó nè. Đây, đây, đơn giản như thế. Dạ. Đó, đẹp. Nếu mà có con đầu lòng sẽ là đứa gái nè, ông tính hết trơn hết trọi rồi. Đó, tính hết rồi đó. Những cái nụ cười hết sức là hạnh phúc và một cái điều mà anh thấy rằng là ở hai đứa có sự chân thành với nhau, cái duyên mình đã gặp ở đây ha. Dạ. Bây giờ xin phép nè, đó. Xin phép cô với dì của bạn gái, rồi xin phép mẹ ha, rồi cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau và con hứa điều gì đó để cho hai bên người ta
biết được đó. Bắt đầu đi. Dạ. Trước tiên là xin phép dì với lại cô. Chị. Rồi cho hai đứa con hẹn hò. Con hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc cho em. Gái nói gì với... Đây nói điều gì với mẹ đi nè. Dạ, con chào bác. Dạ, con cũng... Ngày hôm nay con cũng cảm thấy bản thân rất là có duyên khi mà có được gặp anh ấy. Và tụi con sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này để tìm hiểu nhau, để có hy vọng là có thể tiến được xa hơn ạ. Dạ. Rồi. Hay đó. Đây là cái duyên mà thấy rằng hai đứa rất là hợp với nhau. Dạ. Về nhiều mặt luôn. Chân thành với nhau nhé. Suốt cả cuộc đời nhé. Dạ. Gì Vân? Vân rối, bối rối Vân. Phải, bây giờ là phải hôn nhau. Đúng rồi. Phải hôn nhau đó. Với lại mẹ ơi, mẹ có muốn nói một câu gì không? Hôm nay thấy mẹ mặc đồ giống như là mẹ đi bắt dâu vậy đó. Mẹ thấy là đây đúng là con dâu của mẹ chưa? Cảm ơn chương trình ạ. Rồi mong các con hẹn hò với nhau rồi tiến tới. Dạ, rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Xin phép gì cho hôn... Chắc gì cho cô cho hôn em. Dạ. Quấn quýt luôn rồi đó. Thấy tương lai tốt đẹp, sáng lạng rồi ha. Dạ. Tụi em hạnh phúc thì tụi anh cũng rất là vui, giống như cặp đôi đây, bạn đây vậy đó. Rồi, cố gắng tìm hiểu nha. Dạ. Cố gắng xúc tiến cho nó nhanh nhanh, 30 tuổi rồi. Dạ. Nha.